Mạc Văn Khoa. Chào mừng khán giả đang đến với chương trình 100%. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Khoa ơi, không biết ngày hôm nay khách mời của mình là ai ta? Nhìn vào danh sách khách mời ấy, thì ngày hôm nay chỉ có hai cái nhất. Hai cái nhất lận? Đúng. Đầu tiên là gì? Người phụ nữ đẹp nhất. Wow. Chắc là ngày hôm nay các cô khác không đẹp bằng chị đúng không? Không, hôm nay khách mời toàn nam ấy. Với một điều thứ hai nhất nữa. Là gì? Chị là người lớn tuổi nhất. Thôi mời khách mời ra luôn đi. Em mời khách mời nha. Đúng rồi, đừng có nói chuyện tuổi tác ra giùm tôi cái. Xin mời đội đầu tiên, Nicole, Đoàn Thế Vinh và Hoàng Trung. Và đội tiếp theo đó chính là Danh Ca, Tờ Long và Trấn Hào. Mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên em đại diện cho đội em xin gửi lời chào đến hai MC xinh đẹp cùng đội chơi bên cạnh, cùng tất cả mọi người đang theo dõi chương trình 100% ạ. Nghe gì không? Hai MC xinh đẹp á. Thì em nói rồi mà, hôm nay chị là người xinh đẹp nhất mà. Cảm ơn các bạn. Không cãi được, chị là người đẹp nhất. Cảm ơn bạn. Em tên là Trấn Hào. Em xin tự giới thiệu, em tên là Danh Ca. Em là Ti Long ạ. Ti Long. Anh Long. Không đấy. Hồi nãy chị Ti Long ra tiếng Việt á, chị kêu là Tào Long. Nhưng mà bây giờ bạn giới thiệu là Ti Long, nghe nó sang ha. Sang hẳn luôn. Cảm ơn các bạn. Mời đội bên này. Dạ. Xin chào hai MC, xin chào chương trình. Thì mình là Nico, mình là đạo diễn và đây là hai bạn chơi của mình. Em tên là Đoàn Thế Vinh, em hiện đang là dancer biên đạo và sáng tạo nội dung ạ. Wow. Em xin chào anh chị, em xin chào tất cả mọi người. Em là Hoàng Trung và em là một người mới đang tập tành làm diễn viên. Khiêm tốn. Mới tập tành làm diễn viên, nghe có vẻ khiêm tốn quá. Biết đâu sau này sống sau nó xô sống trước á. Cái đấy là chuyện bình thường mà chị. Khi mà đến với chương trình 100%, các bạn sẽ phải đặt tên đội. Thì không biết là các bạn đội mình tên gì hả? Dạ, em có hỏi ý với hai bạn chơi rồi. Đội tụi em tên là Ngọt. Đội Ngọt. Dạ, Ngọt. Ngọt hả? Tại ngọt sao biết không? Tại vì bên này giọng ai hát cũng ngọt ngào. Đúng rồi, hết. Nhẹ nhàng. Ti Long, rồi Danh Ca, rồi Trấn Hào. Hay lắm, cho nên lấy tên là Ngọt. Còn bên đây mình diễn viên, đạo diễn, biên đạo. Mình lấy tên là cái gì? Thì tại vì bên mình không có gì ngoài ngoại hình nên mình lấy tên Ngon. Ôi trời ơi. Đứng xích vào mấy anh em mình, đứng xích vào. Một đội. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là đội Ngon. Bớt Ngon rồi em. Ba người thì còn ngon, em vô bớt Ngon lại. Bên tay phải là đội Ngon. Bên tay trái là đội Ngọt. Wow. Xin mời hai đội cùng với quý vị khán giả hãy đến với vòng 1 của chương trình 100%. Khi đến với chương trình 100% thì các đội sẽ phải trải qua hai vòng thi. Và sau hai vòng, đội nào có số điểm cao hơn sẽ bước vào vòng đặc biệt. Và mỗi một vòng chúng ta sẽ có các câu hỏi được khảo sát bởi 100 người ngẫu nhiên. Ở vòng đầu tiên này chúng ta sẽ có duy nhất một câu hỏi thôi. Sau khi MC đọc xong câu hỏi hô khẩu hiệu hết, chúng ta bấm chuông giành quyền trả lời. Nhớ là sau khi hô hết mới được bấm nha. Còn trước lúc đấy là bị sai luật, mất lượt luôn. Sau khi mà bấm chuông giành quyền trả lời rồi, chúng ta đưa ra đáp án chính xác thì chúng ta lại trả lời tiếp, liên tục liệt kê ra đáp án chính xác. Tới khi nào mà đáp án sai thì lượt trả lời thuộc về đội còn lại. Mỗi đội sẽ có tối đa 3 lượt trả lời cho tới khi hết lượt hoặc hết đáp án. Hai đội đã nắm rõ ràng luật chơi chưa? Dạ rồi. Đó. Câu hỏi đầu tiên sẽ có 8 đáp án. Theo khảo sát 100 người đàn ông, vợ cần chi tiền mạnh tay cho chồng vào việc gì? Mất lượt. Mình mất lượt rồi. Hồi nãy đã nói rồi là phải hô hết thì mới được bấm. Xin lỗi, sống vội quen rồi. Và quyền trả lời thuộc về đội Ngọt. Theo khảo sát 100 người đàn ông, vợ cần chi tiền mạnh tay cho chồng vào việc gì? Theo em thì vợ cần chi tiền mạnh tay cho chồng thì vào việc đầu tư kinh doanh.
đầu tư kinh doanh. Hai người ta có nghiêm túc quá. Người đàn ông nghiêm túc. Trấn Hào thế sao? Theo em thì vợ thường chi tiền cho người chồng của mình là về ngoại hình. Tới ngày hôm nay vợ anh tốn biết bao nhiêu tiền của để chi cho anh về vấn đề ngoại hình rồi đấy. Là chi rồi đó hả? Là chi rồi. Ồ, chi đậm rồi đấy. À, là chi rồi. Là chi rồi chứ anh? Là chi rồi hả? Chi rất đậm và rất nhiều rồi. Danh ca. Dạ em nghĩ là tiền uống cà phê. Chi mạnh tay mạnh cho tay chồng. Mà mạnh tay. Đúng, mạnh tay cà phê mà. Mạnh tay là lớn. Mạnh tay cà phê gì mới phải nhiều tiền như vậy? Đúng rồi, cà phê thì cỡ 15-20 ngàn ly. Uống cà phê gì mà cần phải chi mạnh tay? Cà phê trộn chị. Tôi thấy không hợp lý. Thôi em xin lỗi, lỗi của em. Có đáp án nào khác không? Trước mắt chốt cái đáp án mà tụi em thấy là hợp lý nhất đi. Là gì? Là cà phê đó chị. Đấy. À, bày cà phê. Đầu tư vào kinh doanh nè. Kinh doanh. Đầu tư kinh doanh. Đáp án của các bạn sẽ là kinh doanh. Kinh doanh. Có hay không ạ? Đội ngọt đã bắt đầu đắng rồi đấy. Bây giờ tới đội ngon nào. Theo khảo sát 100 người đàn ông, vợ cần chi tiền mạnh tay cho chồng vào việc gì? Vợ giữ hết tiền. Là vợ muốn có quà là phải đưa tiền cho chồng mua quà cho vợ. Nghĩa là bà vợ tự chi tiền cho chồng để chồng mua quà tặng mình. Dạ chứ chồng chỉ có chuyện đó là bà mới dám chi tiền mạnh thôi. Chưa từng trải. Chưa từng trải. Manh chưa mới. Ngoại hình. Tại vì chồng đâu có tiền đâu. Spa, đi spa. Đúng, đúng, spa. Phải tóc, tóc, quần áo. Ngoại hình. Cho đáp án là ngoại hình. Không biết là ngoại hình có phải là đáp án trong khi khảo sát 100 người đàn ông hay không. Xin mời. Chắc rồi, có chắc rồi. Yeah, cũng được. Có 3 người. Vậy là có vợ em với 2 người khác nữa này. Đúng vậy. Rồi bây giờ mình trả lời đúng rồi, mình đã được quyền trả lời tiếp. Cái tiếp theo em nghĩ đó sẽ là về sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng. Sức khỏe đi. Dạ, 1, 2, 3. Sức khỏe. Đội mình quyết đoán quá. Dạ yeah. Đồng thanh quá. Dạ yeah. Không biết có đúng hay không. Sức khỏe, xin mời. Số 1. Ủa? Cơ hội lại về với đội mình rồi. Chị nghĩ cái này khảo sát 100 người đàn ông thì mấy ảnh sẽ trả lời những cái mà mình thích nhất. Theo chị là gì nhỉ? Theo chị dạ. Thì chồng chị thì sẽ ước ao vợ mình chi mạnh tay để ăn nhậu cùng bạn bè. Theo em nghĩ là chi về cái mối ngoại quan hệ giao, mối bè. Quan hệ ngoại giao. Hay là mối quan hệ về công việc không ta? Chốt. Và mối quan gì? Hệ mối quan hệ làm việc. Mối quan hệ làm việc có hay không? Mối quan hệ công việc. Anh đã nói rồi, bên đây là người ta có kinh nghiệm lắm. Tiếp theo. Chi tiền về đam mê thể thao của chồng. Ok, chốt nha. Chốt. Đáp án của mình sẽ là đam mê thể thao của chồng. Đam mê thể thao của chồng. Dạ. Phải chi mạnh tay. Dạ. Tại thể thao mà sức khỏe mà, sức khỏe tốt mà. Đáp án sẽ là chi tiền về việc đam mê thể thao của chồng. Coi không? Yeah. Nhưng mà cái đó cũng là sức khỏe mà. Hay quá anh ơi. Tri Long. Em tưởng tượng tới việc em sẽ thích vợ em đầu tư mạnh tay về xe cộ cho em nè. Xe cộ. Khoan chốt không? Chốt không? Chốt luôn. Dạ chốt. Có gì đâu ngại anh. Ok chốt chị. Chi tiền về việc đam mê xe cộ. Đam mê xe cộ của chồng. Yeah. Có hay không ạ? À? Thôi cho một cái đường sống bên đội bên này đi. Yeah. 6 người đổi xe, thừa thắng xong lên. Đam mê thời trang đi ha. Được không? Cụ thể hơn. Thời trang là ví dụ quần áo, đồ quần áo, là giày dép. Dép. Đúng chính xác, mấy bà hay dẫn. Tại sao tụi tôi phải chi mạnh tay cho mấy anh về vấn đề thời trang? Mấy anh đẹp lên rồi ai nhìn? Em nghĩ là chị sợ đẹp thì chị cũng mua, nhưng mà chị mua đồ xấu xấu thôi. Nói là được. Miệng nó mới là được, nói dạ, tội quá. Kiểu giống như là mấy bà vợ là lúc nào cũng bắt mấy ông chồng mặc đồ cũ. Rách rưới. Là chị vậy hả? Chị với anh Đạt có, vậy? Có. Chị với anh Đạt vậy phải không? Đồ anh Đạt mặc đa phần là người ta cho không à. Là không có mua luôn, là không tốn là tiền luôn. Là ý là shop này tặng, shop kia tặng, chị ít mua. Anh xin san sẻ với anh Đạt nỗi buồn này. Rồi đáp án của mình sẽ là thời gian của chồng. Thời trang của chồng. Có cần phải chi tiền mạnh tay hay không? Yeah. Yeah. Đi yeah. Còn 3 đáp án nữa. Danh okay. Ca. Vẫn là cà phê. Bây giờ đi tập gym, đi chơi thể thao rồi đi mua quần áo rồi chỉ còn sáng đi uống cà phê nữa thôi. Đúng. Ghiền cà phê. Ăn uống đi. Ăn uống chi đi. Chi tiền mạnh tay vào việc ăn uống của dạ, chồng. Ăn uống của chồng. Ủa chứ mấy con bà vợ nào bỏ đói ông dạ, chồng đâu. Cái vấn đề cho chồng ăn để sống nó khác. Cho chồng ăn để ăn ngon là khác.
Ai? Vậy là chuyện ăn uống phải không? Chuyện về ăn uống của chồng. Rồi, đáp án sẽ là ăn uống của chồng. Nó nghe tội quá. Những người vợ cần phải chi tiền mạnh tay về việc ăn uống của chồng. Chị hãy nhìn vào anh Khoa. Không thể nào. Em thấy mắt anh Khoa ngấn lệ á. Anh Khoa vừa cười vừa khóc. Được chơi rồi, được chơi rồi. Cuối cùng cũng được lên hình rồi. Đúng rồi, tới nó rồi, ngon. Đó là công nghệ. Đúng. Ê. À, đó là điện tử. Đúng, điện tử, đồ công nghệ. Chuẩn bị điện tử, công nghệ. Nhiều lắm, công nghệ là mình nói chung đó chị. Máy tính, bàn phím, chuột, ở máy chụp hình. Ví dụ như công việc của tụi em là sáng tạo nội dung thì phải có máy ảnh, máy tính, edit. Chốt luôn. Đồ công nghệ. Đồ công nghệ, xin mời đáp án của chương trình. Tôi đã có điểm rồi. Tiếp theo. Chẳng lẽ nói cà phê thì nó bị kỳ quá. Nhưng mà không bây giờ sao hết. Trong chương trình lấy đáp án của nhau là chuyện rất bình thường. Đúng. Mình là những người đàn ông mà có ngoại hình mà sợ cái gì. Cái vụ cà phê ok. Ok, cà phê ok đó. Okay. Trời ơi, tưởng tượng mà ra đáp án cà phê rồi hai bạn nhìn danh ca như thế nào. Hối hận. Hồi nãy không cho nhỏ trả lời gì. Cà phê. Cà phê ok nha. Vậy cho đáp án là cà phê. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Thôi. Em nghĩ là đồng hồ hoặc là trang sức. Đồng hồ, trang sức. Nãy giờ mình không nói phụ kiện thời trang. Trang sức. Đáp án sẽ là Trang sức đàn ông. Trang sức đàn ông. Tè. Trang sức có mà. Rồi tài. Mất lượt. Bây giờ là cơ hội cuối cùng của đội mình. Thú cưng. Đúng rồi. Đúng không? Hợp lý á. Đàn ông thôi thích. Đáp án của mình là gì ạ? Dạ, chim cây cá cảnh, mèo chó. Có mèo chó không ạ? Có luôn. Mèo chó, chim cây cá cảnh có phải là đáp án chính xác hay không? Xin mời. Trời ơi. Khó, bắt đầu tới khúc này thấy khó rồi nè. Cả hai đội đều đã trải qua 3 lượt trả lời và chúng ta vẫn còn 2 đáp án chưa được mở ra. Đáp án số 3. Cát có hồng lưng cao. Hợp lý. Đáp án số 6. Bảo hiểm. Kết thúc ở vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau. Đội ngon là 25 điểm. Đội ngọt tạm dẫn trước với số điểm là 51. Và ở vòng 2 chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để ghi điểm. Và trước khi đến với vòng 2 là vài phút dành cho giải lao. Dạ, đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình 100%. Ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Nhiệm vụ của hai đội chơi sau khi hai MC đọc xong câu hỏi hô khẩu hiệu hết, bấm chuông giành quyền trả lời. Sau khi bấm chuông giành được quyền trả lời rồi thì nhiệm vụ ở mỗi câu hỏi là chúng ta sẽ phải tìm ra đáp án có phần trăm cao nhất. Nếu như câu trả lời không phải đáp án có phần trăm cao nhất hoặc là một đáp án sai thì lượt trả lời thuộc về đội còn lại. Mỗi đội sẽ có 3 lượt trả lời cho tới khi hết lượt. Đặc biệt ở vòng 2 này thì các đội sẽ được đặt cược một lần trong số 3 câu hỏi. Và nếu tìm ra được đáp án có số phần trăm cao nhất sẽ được nhân đôi số điểm cộng với số phần trăm của đáp án. Còn nếu mà trả lời sai hoặc là sau 3 lượt vẫn không tìm ra được đáp án có số phần trăm cao nhất thì số điểm đặt cược sẽ bị chia đôi. Và đội còn lại nếu tìm ra được đáp án có số phần trăm cao nhất thì số điểm đó sẽ thuộc về họ. Dạ, và trước khi đến với vòng 1 thì có đội nào muốn đặt cược không ạ? Mình đợi. Dạ. Tụi em chưa đâu ạ. Dạ. Rồi, với câu số 1 thì không có đội nào đặt cược cả. Câu số 1 sẽ có 6 đáp án. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, con cái khi trưởng thành thường che giấu ba mẹ về vấn đề gì? Hết. Mời đội ngọt. Em nghĩ là người yêu. Đúng rồi. Người yêu. Có giấu bao giờ chưa? Có chứ, người xưa đi học đâu có dám nói đâu. Có giấu bao giờ chưa? Mày lo học đi nha. Không, yêu đương gì nghe chưa? Đối tượng bị giấu cái gì? Đối tượng phải giấu. Tại sợ dắt tới cái đối tượng bị giấu là đây. Còn Hào thì sao? Có giấu bao giờ chưa? Dạ có chứ chị, trời không giấu là sao yên ổn được chị. Danh ca. Dạ em có giấu. Có giấu. Nhưng mà bị phát hiện. Bị phát hiện. Dạ, bạn viết thư nhiều quá xong về ba em lấy đọc hết trơn luôn. Rồi ba có trả lời lại giùm mình không? Không, ba chỉ là lẳng lặng đi kể cho mọi người nghe. Ủa? Lẳng lặng rồi. Lẳng lặng dữ chưa? Ba lẳng lặng ba kể hả?
Quá trời quá đất. Đáp án sẽ là che giấu người yêu. Đáp án của đội Ngọt là giấu ba mẹ về vấn đề người yêu. Trời ơi, đó không phải là đáp án có số phần trăm cao nhất. Cơ hội tới với đội của mình, đội Ngon. Em nghĩ là về khó khăn công việc, cuộc sống, tài chính nè. Dạ, cũng hợp lý tài chính. Dạ. Nếu là Vinh thì sao? Em có một cái option khác. Dạ, tại vì về tài chính của em thì dư giả quá. Ồ, oh, trời ơi, quá. Anh Ngon đang giấu luôn á, đang giấu cha mẹ luôn á. Cha mẹ đang coi á, mình đang giấu luôn phải không? Thế mẹ kêu gửi tiền mà đâu có tiền gửi đâu. Nhưng mà tài chính em thấy đúng. Mình chốt đáp án là tài chính. Con cái khi trưởng thành thường che giấu ba mẹ về vấn đề tài chính. Xin mời đáp án của chương trình. Mà tài chính vô thẳng giữ nợ luôn kìa. Trời ơi, tới mình rồi. Bởi vì đó không phải là đáp án có số phần trăm cao nhất, cho nên là cơ hội lại quay trở lại với mình. Khó khăn trong công việc là mình muốn che giấu cha mẹ. Tại vì sợ ba cha mẹ lo. Có thể ông bà không giúp được gì, nhưng mà biết đâu là đêm đó ông bà mất ngủ, không ngủ được. Dạ. Khó khăn trong công việc. Che giấu cha mẹ về khó khăn trong công việc. Có mà. Oh. 19% vẫn chưa phải là đáp án có số phần trăm cao nhất. Vậy thì bình thường anh giấu nhà anh gì? Đúng, anh giấu gì? Là sức khỏe. Nhiều khi ho ho cái con vô nhập viện đi con. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Sức khỏe đi ha. Sức khỏe. Vậy đội Ngon cho đáp án là sức khỏe. Xin mời đáp án của chương trình. Phải cao nhất. Ta. Đây là lượt cuối cùng của đội mình. Che giấu về cái nỗi buồn của bản thân. Và những chuyện buồn của bản thân mình, không muốn ba mẹ mình biết, ba mẹ mình cũng buồn theo. Hợp lý đúng không? Cả ba bạn đều đồng tình. Không, thật là vậy thì đáp án của đội mình sẽ là nỗi buồn bản thân. Nỗi buồn bản thân có hay không ? Không có. Tại sao? Bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng của đội mình. Trùng ơi, còn giấu ba điều gì vậy? Giấu hết. Giấu hơn. Chị nghĩ tốt nhất là mình nên giấu cha mẹ về tập phát sóng này luôn. Để các bậc phụ huynh coi được buồn lòng. Dạ, rạn nứt hôn nhân đi anh. Bí quá à. Hôn nhân à. Nhớ trưởng tình cảm. Rạn nứt tình cảm. Đội Ngon cho đó bán là rạn nứt tình cảm. Rạn nứt trong chuyện tình cảm. Xin mời đáp án của chương trình. Có phải là bán cao nhất hay không? Nó không có luôn. Như vậy đáp án có số phần trăm cao nhất ở câu này chưa được mở ra. Bây giờ chúng ta sẽ mở hai đáp án còn lại. Đáp án số 5 tiền lương. Và đáp án có số phần trăm cao nhất sẽ là giá trị. Thuyết phục. Đúng rồi. Cái này đúng nhất đó, luôn. Hợp lý. Hợp lý. Mà không nghĩ ra mỗi lần mình mua tặng ba mẹ cái gì á, ba mẹ hỏi nhiêu vậy con là không bao giờ dám nói. Nói là sợ bị trời ơi sao mắc quá vậy, đúng không? Hợp thuyết lý. Thuyết phục, quá tuyệt vời. Hay, thuyết phục. Kết thúc câu hỏi số 1 ở vòng 2 này. Thì hiện tại điểm số của cả hai đội đang giữ nguyên. Không có thay đổi gì cả. Và bây giờ trước khi tới với câu hỏi số 2 của vòng 2 thì không biết là một trong hai đội có đội nào muốn đặt cược không ạ? Với cái trình độ của đội em thì không nên đặt cược. Thế còn đội Ngọt? Dạ, cứ y vậy thôi chị, không cần thay đổi gì hết. Không cần thay đổi gì hết. Câu hỏi số 2 có 6 đáp án. Theo khảo sát 100 người phụ nữ, chồng có vai trò quyết định vấn đề nào của gia đình? Hết. Lại là đội Ngọt. Trương Hào. Theo em nghĩ nha, vấn đề quan trọng nhất của một gia đình luôn là kinh tế. Danh ca. Theo danh em nghĩ là đầu tư thì đầu tư cũng là kinh tế rồi. Kinh tế, đầu tư. Di Long. Em cũng vậy thôi. Với sự non nớt của tuổi 20. Em nghĩ gì? Em thấy thì ba mẹ em ở nhà thì ba em hay quyết định về cái việc đầu tư một cái gì đó thì... Đáp án sẽ là kinh doanh. Kinh doanh. Dạ. Đáp án kinh doanh có phải là đáp án có số phần trăm cao nhất hay không? Đầu tư kinh doanh chưa phải là đáp án có số phần trăm cao nhất. Loại được cái đầu tư. Cơ hội tới với đội của mình. Theo em nha, thì mấy anh chồng sẽ am hiểu hơn về nhà cửa. Ví dụ là nhà thế nào, xây sao. Mấy anh chồng sẽ hiểu hơn về cái đó. Cái nhà chị già xây là một tay chị luôn á. Hai chị em đi quay, đang quay còn từ từ chờ xíu để chị nhập cát sỏi cả. Em chốt đi. Hai, ba. Nhà cửa. Không biết rằng đó có phải đáp án có phần trăm cao nhất hay không. Xin mời. Trời ơi.
không phải là đáp án có số phần trăm cao nhất tới mình rồi. Cái là đang hợp lý nhất. Không thấy, em thấy hợp lý. Thôi. Tại vì bình thường con gái là phải đông vợ đông chồng mới giải quyết được. Không nghe, không nghe. Không nghe gì hết, không nghe gì hết. Em bắt đầu. Rồi, đáp án của mình sẽ là con cái. Con cái. Hay gì chưa? Hay gì chưa? Và đội Ngọt đã tìm ra được đáp án có số phần trăm cao nhất, đó là dạy con với 31%. Chúng ta sẽ mở ba đáp án còn lại. Số 4, đưa lương cho vợ. Quyết định. Cái này được quyết định hả ta? Có vai trò quyết định là phải đưa lương cho vợ. Số 5, làm về nhà. Chỉ có 10 người nghĩ điều này thôi ha. Số 6, tất cả mọi chuyện. Ủa? Ôi, câu này kỳ quá. Em đi thinh thôi. Em đi thinh. Mấy người vợ này nhàn nhỉ? Đúng. Có 8 bà vợ rất nhàn nhã nha. Cái gì cũng thôi, anh quyết định đi. Kết thúc câu hỏi số 2 thì số điểm của đội Ngon vẫn giữ nguyên là 25 điểm. Và số điểm của đội Ngọt tạm thời dẫn trước với số điểm là 82. Trước khi đến với câu hỏi số 3, có đội nào muốn đặt cược không ạ? À? Dạ đặt cược. Bên này mình đặt cược không ạ? Okay. Đúng rồi. Quá hay, hấp dẫn. Hay quá, hay quá. Câu hỏi số 3 sẽ có 7 đáp án. Theo khảo sát 100 cặp đôi, điều gì khiến họ cảm thấy mệt khi tổ chức đám cưới? Hết. Mời đợi Ngọt. Vấn đề trong đám cưới cặp đôi là nan giải nhất là khách mời. Khách mời, không biết mời ai. Danh sách khách mời. Danh sách khách mời. Tức là loại ai, trừ ai, mời ai, mời người này người kia có giận hay không, mời người ta có đi hay không. Dạ đúng rồi, nhiều khi mời không đúng thì dư đồ ăn là mình nhà ăn đâu hết đâu. Chọn cô dâu. Không lẽ mà bây giờ đi mời hết khách mời, chọn hết đồ ăn, đặt hết tiệc rồi mới đi kiếm cô dâu? Nghĩ tới cô dâu chơi chung nhóm ra. Kiểu chạy chỉ tiêu tới tuổi đó phải cưới. Danh ca. Em cũng nghĩ khách mời. Khách mời. Chi Long. Em cũng vậy. Chốt đi. Chốt đi. Đáp án sẽ là danh sách khách mời. Đó có phải là đáp án có số phần trăm cao nhất hay không? Danh sách khách mời. Quá đúng rồi. Đáp án có số phần trăm cao nhất đã được đội Ngọt mở ra rồi. Mình có muốn đoán thử một cái nào không? Cho vui thôi. Chắc là đoán tiếp là kinh tế. Em nghĩ là tài chính cũng đau đầu á. Vấn đề tài chính. Dạ. Dạ. Rồi của hồi môn. Của hồi môn. Ừ, mình nghĩ cái ngân sách á, chính xác là cái ngân sách tổ chức đám cưới đó. Ngân sách tổ chức đám cưới. Cũng đau đầu. Rất là nhiều ha, rất là nhiều lý do. Thôi mở đáp án còn lại đi, số 2. Chọn ngày giờ. Ờ, giờ lành tháng tốt. Số 3. Viết và gửi thiệp mời. Số 4. Kiếm nhà hàng chọn món ăn. Số 5. Lên ý tưởng. Bông thép rồi đó chị. Qua bông qua phơi đen sơ rồi đó. Tốn tiền rồi đó. Số 6. Đếm tiền. Số 7. Chụp hình cưới. Chụp hình cưới nó có 2 người. Và bây giờ sẽ là giây phút quan trọng nhất của cả hai đội. Đó là giây phút công bố điểm số sau khi kết thúc 2 vòng. Bởi vì cả hai đội đều đặt cược, cho nên đội thắng thì sẽ được nhân đôi. Còn cái đội mà thua đó có 25 điểm. Mình chia đôi thì còn 12,5 điểm. Và đội Ngọt mình được nhân đôi số điểm cộng với lại cái số phần trăm cao nhất ở trên kia. Chúng ta nâng số điểm lên vỏn vẹn 195 điểm. Bây giờ đội Ngọt sẽ bước vào vòng đặc biệt. Còn đội Ngon thì mình sẽ ngồi ở dưới vòng mình xem và mình cổ vũ cho đội Ngọt nha. Dạ. Xin mời khán giả và đội Ngọt cùng bước vào vòng đặc biệt của chương trình 100%. Và đây là vòng đặc biệt của chương trình 100%.
Ở vòng đặc biệt này chúng ta chỉ có một câu hỏi duy nhất được khảo sát bởi 100 người. Và nhiệm vụ của các bạn sẽ là trong vòng 100 giây mình hãy liệt kê ra các đáp án chính xác của câu hỏi. Dạ. Câu hỏi ở vòng đặc biệt này sẽ có 8 đáp án. Trong vòng 20 giây đầu, nếu mà đội ngọt liệt kê ra được 8 đáp án đúng và đủ thì sẽ giành được 10 triệu đồng. Qua 20 giây thì số tiền sẽ giảm dần theo thời gian. Đội ngọt đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Dạ, nắm rõ ạ. Câu hỏi vòng đặc biệt có 8 đáp án. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, họ ăn uống món nào thì dễ bị sặc? 100 giây bắt đầu. Tiêu, hành, tỏi. Liên tục. Muối ớt. Dễ bị sặc. Trái cây. Nước. Ăn hoặc uống món gì dễ bị sặc? Ngũ tạc. Ngũ tạc. Ngũ tạc. Còn 6 triệu. Wasabi. Là mù tạt đó. Là mù tạt. 4 triệu. Sạc, sạc. Cơm. Cơm hả? Cơm. Canh. Dễ bị sạc. Nhanh lên, nhanh sạc. Lên. Sạc. Sạc gì ta? Cái gì? Sa tế. Sa tế. Sa tế. Hết giờ. Rất là tiếc đã trải qua 100 giây nhưng mà các bạn vẫn không mở được hết cái đáp án, cho nên là mình không nhận được số tiền thưởng từ vòng đặc biệt này. Và chúng ta vẫn còn 3 đáp án chưa được mở ra. Chúng ta mở đáp án số 5. Bận chấm muối ớt là bị sặc liền luôn á. Đúng rồi, cái đó là sặc nhất. Số 6. Hạt mắc khén. Thua rồi, này không biết luôn. Khén mình ít ăn món này. Dạ. Đáp án cuối cùng. Bún mì cay. Và rất là tiếc ở vòng đặc biệt này thì đội ngọt đã không mang tiền thưởng về cho mình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại đội ngon. Đội ngon ơi, hồi nãy giờ mình ngồi dưới mình xem đội bạn Thi mình trả lời được mấy đáp án? Dạ 10. Trả lời được ủa có 18 8, có 8 đáp án mà. 8 thôi, quên. Trời đất. Thật ra là thấy cái câu hỏi quá khó. Khó nhất là cái hạt mắc khén á. Dạ. Cái đấy là khó. Và số tiền thưởng mà các đội nhận được như sau: đội ngon mang về cho mình 5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Tuy không có giành chiến thắng trong vòng đặc biệt nhưng mà đội ngọt vẫn xuất sắc mang về cho mình số tiền thưởng là 7 triệu đồng. Xin cảm ơn hai đội chơi ngày hôm nay đã đến với chương trình 100%. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 19 giờ hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Đợi em là vô thường. Vô thường. Vô thường ở đây ý nghĩa là vô vòng trong là chuyện bình thường hiển nhiên. Wow. Hỏi đợi anh đi. Bên này là hát bạch hay sao? Hát vô tính đặt vô vòng đặc biệt mà bên kia 2 chữ bên đây 3 chữ nó dài. Vô thưởng đi. Vô thưởng đây là có gì? Vô vòng trong có phần thưởng.